Đại tá Trần Quốc Khởi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Long Phú về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong 6 tháng đầu năm 2023. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện xảy ra 15 điểm sạt lở với chiều dài 846m ở xã Sông Phụng, Long Đức, Phú Hữu, Châu Khánh và Tân Thạnh. Các điểm sạt lở dọc theo sông Santa, rạch Mợp, qua đó đã làm ảnh hưởng 479m lộ đan, sạt mất một trạm quan trắc mặn tự động, đã xảy ra hai cơn lốc xoáy, đã làm sập hoàn toàn hai căn nhà trên địa bàn xã Long Phú. Buổi kiểm tra nhằm tăng cường việc thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai và ghi nhận những kiến nghị của huyện với trung ương và tỉnh về khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn, đầu tư thêm các trạm đo mặn tự động, nhất là ở khu vực các cửa sông, cửa cống, giúp người dân ứng phó tình hình xâm nhập mặn tốt hơn. Tiếp đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng đã có buổi kiểm tra địa bàn huyện Cù Lao Dung. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung xảy ra một vụ lốc xoáy, làm tốc mái 4 căn nhà, ước thiệt hại chung khoảng 160 triệu đồng. Hiện tại, địa phương có 30 điểm sạt lở nghiêm trọng lấn vào thân đê tả hữu trên địa bàn xã An Thạnh Đông và Đại Ân 1. Trong đó, vẫn còn 4 điểm sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, tình hình sạt lở ở bọng đập, bờ bao cặp các tuyến kênh rạch vẫn diễn ra phức tạp, đồng thời trên tuyến đê tả hữu còn 12 bờ câu chưa được đầu tư kiên cố. Qua khảo sát thực tế cho thấy, một số công trình bờ bao bụng đập xuống cấp, cần gia cố kịp thời để tránh vỡ, gây thiệt hại cho người dân. Đoàn kiểm tra đã đóng góp giúp địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 6, giải bóng đá nhi đồng tranh cúp truyền hình Sóc Trăng STV lần thứ 5 năm 2023 đã chính thức khởi tranh trên cụm sân cỏ nhân tạo Hương Việt, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Đây là giải đấu do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào dịp hè nhằm tạo thêm sân chơi bổ ích cho học trò tiểu học. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, giải trở lại và đón nhận sự tham gia của 22 đội bóng đến từ 11 huyện thị, thành phố trong tỉnh, thi đấu theo thể thức mini 5 người dành cho nam. Một điều khác biệt so với các mùa giải trước là năm nay các em được thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo thay vì sân đất, cỏ tự nhiên vốn gặp nhiều bất lợi khi trời mưa. Ở dịp hè thì các cái trường tiểu học trên địa bàn thì cũng rất ít có tổ chức các cái hoạt động hè và Sở Dục Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tổ chức cái giải bóng đá này. Đây là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa, là một cái sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trong cái dịp hè này. Các cái địa phương đã hưởng ứng hết sức là nhiệt tình và hiện nay thì mỗi địa phương đã có 2 đội đăng ký để tham gia. Theo kết quả bốc thăm phân bảng từ trước, 22 đội được chia làm 7 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn 16 đội vào giai đoạn 2. Tiếp tục là các cặp đấu loại trực tiếp, các vòng tứ kết, bán kết và chung kết xếp hạng. Giải trở lại khi vừa bước vào mùa hè với cả một tâm trạng đầy náo nức của các cầu thủ nhí, đặc biệt khi đội giành chiến thắng ngay trong trận mở màn. Con hay đá với các bạn ở sân trường chơi với nhau rất vui. Buổi lúc chiều là con tập hợp lại tập đá với các bạn. Niềm vui của con được là lượt lên đá cúp truyền hình. Con rất xin cảm ơn. Giờ bữa nay được đá cúp truyền hình rồi, cảm thấy như nào nào? Con thấy rất vui và được đá với các đồng đội khác. Mùa hè này con rất là vui vì con được tham gia giải bóng đá thiếu nhi đồng tranh cúp truyền hình Sóc Trăng STV. Con ở đơn vị ngã 5-1. Trận đầu tiên con thắng được 4-0. Thắng được 4-0 rồi, cảm thấy như nào? Con cảm thấy rất là vui. Con với các bạn đồng đội con có mục tiêu là được giải nhất của giải này. Kết quả trong buổi sáng của ngày thi đấu đầu tiên, Vĩnh Châu 1 thắng Trần Đề 1-2, Ngã 5-1 thắng Mỹ Tú 2-4, Kế Sách 1 thắng Châu Thành 1-6, Cù Lao Dung 2 thắng thành phố Sóc Trăng 1-3. Lượt trận buổi chiều, gần như các trận đấu đều diễn ra trong mưa nhưng vẫn không ngăn được niềm đam mê của các cầu thủ nhí. Với những trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi, cụ thể Thạnh Trị 1 thắng Cù Lao Dung 1-8, Long Phú 1 thắng Châu Thành 2-5, Kế Sách 2 thắng thành phố Sóc Trăng 2 và Mỹ Tú 1 thắng Ngã 5-2 cùng với tỷ số 3-2.
Ngày mai 18 tháng 6, giải sẽ tiếp tục với lượt trận thứ hai vòng bảng. Giải bóng đá nhi đồng tranh cúp truyền hình Sóc Trăng STV lần thứ 5 năm 2023 thi đấu cả hai buổi sáng chiều vào thứ Bảy và Chủ nhật từ 17 tháng 6 đến 9 tháng 7 với cúp cờ và tiền thưởng 20 triệu đồng dành cho đội vô địch và các giải thưởng dành cho đội hạng nhì 3-4, giải phong cách và các cá nhân nổi bật. Đặc biệt dự kiến từ ngày 1 tháng 7 khi vào giai đoạn 2 vòng 16 đội, các trận đấu sẽ được trực tiếp trên các kênh của STV Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Mời quý vị đón xem.